Công Tôn Khang là quân phiệt cắt cứ ở Lưu Đông thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Kết liễu họ viên Công Tôn Khang là con của Công Tôn Độ người đặt nền móng cắt cứ của họ Công Tôn ở Lưu Đông. Năm 204, Công Tôn Độ mất, Công Tôn Khang lên nối chức châu Mục Bình Châu, Lưu Đông Hầu. Tức Vĩnh Ninh Hương Hầu mà Tào Tháo phong cho Công Tôn Độ trước đây, ông trao cho em là Công Tôn cung Năm 207, anh em họ viên bị Tào Tháo đánh bại, phải bỏ địa bàn Kỳ Châu, U Châu cùng thủ lĩnh Ô Hoàn là Tô Bộc Diên chạy lên Liêu Đông. Tào Tháo tính toán rằng nếu mang quân truy kích quá gắt gao, Công Tôn Khang sẽ nghi ngờ họ Tào có ý thôn tính luôn Liêu Đông và sẽ liên kết với họ Viên. Vì vậy Tào Tháo chủ động giúp quân từ Liễu Thành về Nam. Công Tôn Khang yên tâm về thái độ của Tào Tháo không muốn tấn công lên Liêu Đông, bèn chủ định giết anh em họ Viên để cầu hòa với Tào Tháo. Khi Viên Hy, Viên Thượng chạy tới Liêu Đông, ông cho quân đao phủ mai phục rồi mới mời vào.